Trời ơi, chồng với vợ con đã lười, muốn ăn ngon, ngủ nhiều. She said something about me being lazy, I think. And you want to eat well. Ôi trời, bạn ơi, đẹp quá. Ôi trời ơi, trời ơi là trời. Chồng con là cái đời khổ than. Biết đó mà trước tới gà hỏi thỏ chó ra kiến rất quần chó kinh. It's not true. Mà sao giờ đây khổ cái than của mình. Cái tuổi xuân, cái đầy, cái sức chẳng còn. Bù đầu với chuyện chồng con, con kia việc nọ, thiếu hơn. Sao chị ơi là chị có dương chi, có dương chi mà chị than thân sắp phân rửa. Thôi ơi chị ơi, em quá cái số mà xui quá, mà cũng chẳng có được cái chị chồng rửa giùm em nè. Rồi mà bao nhiêu tiền đây? Dạ 1,5 đồng mo cái 10 đồng. Rồi bạn có 10 đồng thì chờ mo cái nha, 10 đồng thì chị biết không? Em khổ lắm. Dạ con ơn chị nha. Có thiệt chị á, em khổ quá. Cái thằng chồng em á, cái chàng ngọn kia á, nhìn thấy bà ớt thấy bà nội luôn á. Chồng người á thì như cột gia đình, chồng mình thì như cái vỡ chừng hình thiếu tiên. Sao ra một nữa. Dạ, chồng người thì chắc chị thấy mê, chồng mình hôn nhậu thiết ghê cỏ người. Mà chồng người đó thì yêu vợ mình thấy hôn, chồng mình hơ thoáng nửa đêm trẻ mòn. Mà chồng mình đó thấy đứa, chồng người thấy đứa chẳng cằn, chồng mình thấy đứa như heo đó. Khổ lắm, khổ dễ sợ luôn. Trời ơi, tội nghiệp chị quá. Dạ. Tôi khổ khác chi trớn. Tôi khổ vì ổng chê ể chồng. Tôi đang đi kiệm tận chồng đấy. Thôi, chị đẹp lứa mà không có thằng ngô mà. Chú, số cao số rồi nghe. Thằng ngô loạn quả nhảy vô đang đụng chết bỏ cho nó đó mà. Chừng đó nghe. Rồi thì trong chị cũng còn tiền đều có tổ hết hả? Nói mà không lắp có tờ thì cũng hơi ớt thì khó. Có cái tờ này 2 tấn ngàn. Sáng ngủ dậy cái đồ cái xìu xìu ấy lại của nó kỹ thứ mô thì em đi lúc đó em bón kỹ bên trớ thì em qua chợ tay em bón kỹ bên phở thì em qua chợ đông em bón bón sạch bón mà không còn chi hết. Thế rửa sẵn đi, sẵn đi, hẳn chia nào không có chị bà nghề rửa. Mẹ không có em chị chẳng tiếp nữa. Sorry, tiếp đến tận trời, tiếp cái mồ mà đi đây. Khổ chứ đâu. Hẳn chia lên trời. Chị đứng lên trời luôn á. Ôi cho chia nào, lên lên trên trời. Rửa là cái hướng bắc cực rồi. Ôi trời ơi, tốt lắm hả chị? Ôi trời ơi, phượng nhà chị tội rồi chị ơi. Thôi, dạp đi, dạp bốn, dạp bạn mà đi về chứ rồi. Lè đi, chúng tôi đó. Thôi, cục như canh hoa hẻo, chết nữa. Thôi đi về chứ rồi. Ngọn năm có một vị xô xó. Ôi, chứ chị. Anh. Anh ơi, anh mạnh chơi, muốn anh mua giùm em vé số anh nhỉ? Một hết 5 đồng, một cái 10 đồng. Dạ, trời ơi, người đẹp như em là anh phải mua là cái chất. Nhưng mà anh không có tiền lẻ, em anh chỉ có tiền chẵn thôi hả? Thôi lại cháu, có chi đâu ngọn nó. Thôi hả? Ừ, mà anh bỏ quên cái bóp ở nhà mất tiêu rồi. Nhìn nó thì xót sổ lắm á. Lõng, chưa dò mà lõng à. Không, tôi về tôi hưởng cái chồng tôi cái đó. Dạ. Cô mua vé số để cứ gọi cho tôi nghe. Thôi ba bữa, một đêm không có nha. Thôi bye bye. Trời ơi, người đẹp chị mà. Cả năm mới tắm mà, ở dơ dữ vậy ạ. Có cái thằng tia già này vui dướng ăn nổi bánh lạc bánh xà. Ó nở, ó nổi là cái số điện thoại của ó.
23871508. Trời, người miền gì mà nói khó nghe quá vậy hả? Người quận không? Ủa? Trời ơi. Mà cái già này ông là ai đấy, đi ra đây xỉa cho chuyện người ta vậy? Em đẹp quá, em đẹp còn hơn cái cô đó nữa à. Đương nhiên là em đẹp rồi. Em đẹp, rất là kiêu sa lồng lầy. Anh không thấy sao? Đẹp quá. Mà em đi thi hóa hậu 3 lần rồi đó, mà đều bị đánh rớt. Trời ơi, cái thằng giám khảo nào mà mắt nó mù quá vậy em gặp. Ganh là em cho anh đậu chức cô mà. Thôi để anh giới thiệu với em, anh tên là Châu, người ta gọi anh là Châu Lơi. Anh đã từng là dân chơi, không có sợ mưa rơi. Đã từng làm việc muốn đứt hơi, bây giờ tiền bạc cũng thảnh thơi, vàng bạc anh mua như chơi. Mà có chút tuổi đời như bây giờ, anh muốn đi tìm người con gái còn đơn côi để cùng sống với nhau cho đến ngày về bên kia thế giới. Còn em thì sao? Dạ, em thích từ vợ chiều. Em là công huyên tốt nữ chiến xa, suốt ngày thích lá gà quảng ba để kiếm cho ra một tấm chồng tài ba. Anh đây. Dạ, cho cuộc đời em đờ xót xa. Sáng ra thì có người đứa đi ăn dầm xà, chiều lại đi ăn chà chà, chuyện nhỏ, chuyện nhỏ. Tối lại thì có người mặt xa cho. Ôi chào em nghỉ tới trong quả đà. Trời đã quá. Ôi em là tính tình thùy mị nhất vùng, nói nắng nhỏ nhẹ chưa từng giết ai. Trời, tội nghiệp em quá vậy. Thế cuộc đời em sao anh? Dạ, kể cho anh nghe coi. Dạ em đây là lúa mợ rồng phường đào, bao nhiêu năm tháng chả có con má nào ghé thăm. Tội nghiệp em quá vậy. Thôi để anh vào thăm vườn đào cho anh được. Dạ, cứ anh được. Dạ, chứ để em hỏi anh nè. Hỏi đi. Em hỏi anh con đi. Anh đã từng biết ai chưa? Có ba đời chồng mà vẫn còn riêng. Úi giời ơi. Chả mang ba đời chồng mà vẫn còn riêng. Chính em đi. Dạ. Rồi thì em để em kể cho anh nghe cái cuộc đời tư của em. Rồi kể xong là ba đời chồng mà vẫn còn riêng, kể anh nghe coi. Dạ. Chồng thứ nhất, ráng anh làm rớt nó, rớt anh. Chồng thứ nhất của em thì chàng trai trẻ đẹp không thể tưởng được, một nhà khảo cổ nổi tiếng, mà châm ngôn của hắn là cấm sờ vào hiền vật. Trời ơi, sao cái thằng gì mà ngu quá vậy? Anh có biết không, đêm tân hôn thì là không sờ, không mỏ, chỉ ngồi ngỏ. Trời ơi. Trời ơi, em buồn. Trời quá. Em buồn thủ đi rùa. Có cho em đã cho một cái xuống dĩ trường là em cho ông đi luôn. Còn thằng thứ hai thì sao? Lý gì đụng một tuần anh. Trời ơi, còn thằng chồng thứ hai. Chồng thứ hai hả? Cũng đẹp trai không kém chứ chồng thứ nhất. Là một nhà là điều tra hình sự. Chấm ngôn của tên lý là Dư Nguyễn Hiền Trường. Cái thằng gì mà nó. Và dạ. Dư Nguyễn Hiền Trường lại cũng không rờ, không mỏ, cũng ngồi ngỏ thôi. Trời ơi, phí của trời quá. Em lồn ruột lồn gan, em cho ông đi luôn. Đám cưới nó được 2 tuần. Rồi còn thằng thứ ba. Trong thứ ba hả? Chàng ní lớn tuổi hơn, chừng chạc hơn, mà làm cũng rất lớn, trường bán kế hoạch đầu tư. Đó, kế hoạch là khi mới cũng vạch ra, rồi lại để đó. Ai cho em quả ngáo ngạn, em đã chân đi luôn. Đó, chân lấy được 1 tháng. Trời ơi, thấy tội nghiệp em quá, thôi để anh
vào ghé vườn đào của em được không? Cho anh ghé được không? Dạ được chứ. Dạ được chứ anh. Em thích trai trẻ. Dạ thôi, anh già em thích già, anh thích trai trẻ thôi. Thôi anh đừng có bảo anh già, làm anh không biết anh già ở đâu. Anh già cái tóc cái râu, nhưng mà cái ấy còn lâu mới già. Thiệt hả? Thiệt hả? Chào. Đúng rồi đó em coi anh nè, mắt bồ câu, con đậu con bay, râu hùm hàm én mày ngài, áo năm tóc rộng, gầy mười phong cao, đường đường một đấng anh hào, vào trong keo kiệt, ra ngoài xài sang. Em, anh biết em nghĩ rắn, em nghĩ mà mù bất lòn anh rồi. Anh vừa xỉ trái nè, mà lùn thật một nè, mà đã rửa con đi dây câu gót nữa. Thì thế có cái tỉnh kéo kiệt, ai cũng má không có thèm lễ anh. Kéo kiệt mới có tiền ra ngoài xào sang với anh, chứ em. Nhưng mà thôi em đừng có đi tìm kiếm ở đâu cho mất công. Kiếm hết thế giới cũng không có ai bằng anh đâu. Anh đây nổi tiếng chơi lâu, vàng bạc có đủ, vừa giàu vừa sang. Anh củi tre mà bị đập. Người ta nói củi tre dễ nấu, chồng xấu dễ xài. Anh đợi bao nhiêu lâu nay rồi, không có ai xài anh, xài tiền của anh. Mà bữa nay gặp em là chắc là em rồi đó. Nên để hỏi anh nè, rửa chứ mấy quả dứa, quả dứa, quả dứa. Anh chọn quả mô. Anh không có thích quả nào, anh chỉ thích quả đào của em thôi. Quả đào là quả của em, hàng màu không bạn thì xém chứ không được rơ. Không sờ thì uổng quá, mà nhưng mà không sờ thì anh sẽ không sờ. Anh đây chỉ muốn thử lờ chín chưa. Thôi cái tuổi anh là phải đi tu cho rồi. Tu gì, tu sao cho được mà tu. Đèn xanh đèn đỏ đèn lu đèn mờ, gió đưa gió đẩy đèn mờ, đứng gần con gái không sờ là ngu. Gió đưa gió đẩy đèn lu, đứng gần con gái ngu sao không sờ. Không sờ đêm ngủ hay mơ, sờ rồi đêm ngủ giật giờ tinh tinh. Thôi cho em sờ một tí cho đây. Anh lên hương đi mà. Được rồi. Anh cưới em liền, anh cưới em. Nếu anh mới nhất quyết lấy em đó, anh phải hứa với em một điều. Điều gì? Anh phải hứa với em đến 7 ngày 3 khi vô cùng hưởng về phía Bắc Cực, hiểu chưa? Chuyện nhỏ. Con không có đừng có giống như chồng của chị bằng về sổ mới chứ. Chuyện sáng nhỏ. Mà thôi, tưới tặng chiều hẻo hôn nó không được muốn. Anh hứa là nếu mà anh cưới em là anh sẽ về đêm 7 ngày 3 suốt ngày chỉ 24 trên 24 cho em đã luôn. Ok, anh nó buồn quá. Ok, thôi về đám cưới nha. Đám cưới. Hai tháng thấm thoát trôi qua. Chuyện tình. Trời ơi, ta rửa rồi đi mô. Hẳn cùng không đem bọt tiền đi là mình cũng phải chi tiền chết luôn. Sao nó ngáo ngạn cái đô nữa. Mai hôi trượt chứa lệ, thằng hửa đồn điêu. Anh vì em đi về hưởng Bắc Cực nên mình nghe mình phế quản. Ôi cha cỏ mố, làm chi cỏ. Suốt ngày cỏ có mấy riêng đàn. Mân có dung mố. Thằng cử chia. Rồi nhẩm, rồi chia. Cái thử nở đô là đô đằng đẹp. Bản chất chẳng là không có đi tới đích muốn. Bản miếng có đi mó mà cái bị đặt khuê. Ngáo ngạn cái đồ thiệt tình. Rửa thôi. Bụng đợi chồng rồi. Hai tháng trời hóa đi mà mày cũng phải lý gì. Và cuối cùng cũng còn riêng. Em người con gái sông hương, xa quê cũng họ dặm đường lẻ loi.
mô khắp bốn phương trời, dán đi cho kiếp đời gian truân. Thân em đóa hoa quyền, qua bao sóng gió vẫn còn nguyên xin. À, thưa quý vị thấy hay, quý vị bỏ lắm, quý vị cười, quý vị. Và đặc biệt nhất, quý vị, trong ba cái nhân vật diễn ngày hôm nay á, những bạn thích nhất là nhân vật chơi lời. Kính thưa quý vị, xin quý vị cho một tràng pháo tay lớn để cảm ơn và chúc mừng cho quý vị. Kính thưa quý vị.